Những ngày gần đây, nhiều bà con ngư dân ở huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp đánh bắt được hàng trăm tấn sò lông. Trưa ngày 7 tháng 10, có mặt tại khu vực bến neo đậu tàu thuyền gần tuyến đường ven biển địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận nhiều tàu của bà con ngư dân huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh đang tấp nập ra vào. Trên khoang tàu chở đầy các bao tải lớn chứa sò lông các loại vừa đánh bắt được. Sò lông khi đưa vào bờ được phân loại và đóng vào bao tải ướp đá lạnh, rồi được thương lái thu mua, vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Một số người dân cho biết mấy ngày gần đây do biển lặng, thời tiết thuận lợi nên bắt được lượng lớn sò lông. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hàng chục tàu cá của bà con ngư dân trong địa bàn xã Cẩm Lĩnh và một số tàu cá của bà con ngư dân ở các xã Cẩm Lộc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh ra khơi cách bờ khoảng 3-6 hải lý đã liên tiếp đánh bắt được sò lông với số lượng lên đến hàng trăm tấn. Sau khi đánh bắt, sò lông được bán với giá dao động từ 2.000 đồng đến 3.500 đồng một ký. Có ngày tại bến đạt số lượng khoảng 250-300 tấn sò lông. Việc này mang lại nguồn thu nhập cho bà con ngư dân đi biển, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.